Sáng ngày 8 tháng 12, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động tổng lực các lực lượng, trong đó có cả chó nghiệp vụ, để phối hợp với trại giam Xuân Hà, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, ráo riết truy bắt hai đối tượng bị truy nã. Phạm vi truy tìm mở rộng gồm khu vực rừng ngập mặn tại xã Cẩm Hà, khu vực rừng tràm thuộc địa phận các xã Cẩm Lạc, Cẩm Minh, Cẩm Sơn, thuộc địa phận huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 12, lợi dụng sơ hở, hai phạm nhân là Phan Công Thành, sinh năm 1987, thường trú thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, và Nguyễn Đắc Hoàng, sinh năm 1984, thường trú tại thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng Phan Công Thành đang chấp hành bản án 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Đắc Hoàng đang chấp hành bản án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Để hỗ trợ truy tìm, từ 13 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ, gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương và lực lượng công an xã. Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung, ráo riết triển khai phương án nghiệp vụ truy bắt các đối tượng.